Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Lyon với Paris Saint-Germain 1h45 phút ngày 19 tháng 9 năm 2022, vòng 8 Ligue 1. Khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi bằng 4 chiến thắng và 1 trận hòa sau 5 vòng đấu, song Lyon đã bất ngờ chững lại với 2 thất bại liên tiếp trước Lorient và AS Monaco. Trong 2 trận thua vừa nêu, Lyon đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần và chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn danh dự. Nhiều khả năng, cơn ác mộng của thầy trò huấn luyện viên Peter Bosz sẽ tiếp tục kéo dài thêm một vòng đấu nữa bởi họ sắp phải đối mặt với nhà đương kim vô địch PSG. Dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Christophe Galtier, PSG đang trở thành một cỗ máy không thể ngăn cản. Cách đây ít ngày, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, tam tấu Messi, Neymar và Mbappe đã cùng nhau nổ súng để giúp PSG có màn lội ngược dòng thành công trước Maccabi Haifa. Chiến thắng 1-3 trên đất Israel đã là lần thứ 13 PSG được ca khúc khải hoàn sau 14 trận ở triều đại Christophe Galtier. Đáng lưu ý, 11 trên 13 trận thắng của PSG có tỷ số cách biệt không dưới 2 bàn. Do đó, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu PSG làm gỏ Lyon ngay tại Groupama. Nhận định trên càng được củng cố bởi PSG hoàn toàn áp đảo Lyon về thành tích đối đầu. Sau 10 cuộc chạm trán gần nhất, PSG đã thắng 7, hòa 1 và chỉ thua Lyon vỏn vẹn 2 trận. Tính riêng thành tích sân khách, PSG đã thắng 3 trên 4 lần gần nhất viếng thăm Groupama, trong đó bao gồm 2 trận thắng với tỷ số cách biệt tối thiểu 2 bàn. Tuy nhiên, với việc phong độ đang lên cao, ở kèo châu Á PSG chấp 1.0, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, PSG chấp 1.0 full time. Trên thực tế, Lyon đã giành chọn 12 điểm tối đa từ 4 lần đón khách ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, việc chỉ thắng kèo châu Á 2 trong 4 trận sân nhà đã cho thấy rằng phong độ của Lyon không thực sự thuyết phục. Đó là chưa kể, những đối thủ của Lyon trong 5 vòng đấu đầu tiên nếu không phải là tân binh mới lên hạng Ajaccio và OCG thì cũng toàn thuộc dạng trung bình yếu choi, Reims, Angers. Trong số 5 cái tên vừa nêu, đội bóng có thứ hạng cao nhất là choi hiện cũng chỉ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. 2 thất bại trước đối thủ đồng cân đồng lạng AS Monaco và đội bóng đang chễnh chệ ở vị trí thứ tư là Lorient chính là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh thật sự của Lyon. Đuối hơn PSG về mọi phương diện, ở kèo châu Âu anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, PSG thắng. Ở mùa giải năm nay, Lyon đang duy trì thói quen công làm thủ phá. Sau 6 vòng đấu, Alexandre Lacazette cùng các đồng đội đã có đến 16 lần điền tên lên bảng điện tử, thành tích chỉ kém mỗi PSG. Nhưng trong 2 trận thua Lorient và AS Monaco, họ đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần. Tính rộng ra, Lyon đã chỉ giữ sạch lưới ở một trong 8 trận gần nhất. Ở chiều ngược lại, PSG trong 10 trận đấu chính thức dưới thời Christophe Galtier đã có 7 lần ghi được tối thiểu 3 bàn trận. Với phong cách thi đấu phóng khoáng của Lyon cùng sức tấn công khủng khiếp đến từ PSG, nhà đầu tư hoàn toàn có thể trông chờ vào một trận cầu phóng khoáng. Tuy nhiên, với kèo tài xỉu 3.5 khá cao, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.5 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, PSG chấp 1.0 full time. Kèo châu Âu, PSG thắng. Kèo tài xỉu 3.5 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Lyon 0 PSG 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.